Hello các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục có thêm một cái video người nhện tập 3 như anh em đã vote ngày hôm qua nha. Thì có thể mọi người chưa biết là tôi đang ở cái chỗ khỉ ho có gáy nào. Thì nói thật với mọi người là lần trước đánh nhau với cái thằng béo kia ấy, cái thằng đấy nó phá hết cả bộ đồ người nhện của tôi, rách dưới hết rồi. Thế nên là bây giờ tôi quyết định tới cái văn phòng của ông tiến sĩ kỳ dị mà tôi đã gặp hôm trước để sửa lại cái bộ đồ người nhện. Chứ nếu không mặc rách dưới nó khó chịu lắm. Tất nhiên là cái thằng nhân vật của tôi nó làm việc ở đây, thế nên là có thể để vào cửa một cách dễ dàng rồi. Nói chung là đi buổi sáng sớm như thế này cảm giác rất là thoải mái, không có một bóng người nào luôn. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa bộ đồ người nhện, nếu không là có ai phát hiện ra tôi có thể bị lộ danh tính mất. Hiện tại thì tôi vẫn chưa thể điều tra ra được một tí thông tin nào của cái ông giáo sư đấy cả. Trong này có phòng gì đây? Hình như tôi chưa vào cái chỗ này bao giờ cả luôn hay sao ấy. Phía dưới này là có rất nhiều những quyển sách đang bị rơi xuống. Tại sao lại bừa bộn thế nhỉ? Ở đây là một cái bảng công thức toán học hay hóa học vật lý gì đây? Chắc chắn là nhìn vào cái này là tôi cũng chả hiểu cái gì rồi. Thôi được rồi, chắc là tôi sẽ sửa cái bộ đồ người nhện của mình ở trên cái bàn này đi. Bởi vì buổi sáng sớm này không có ai mà. Sửa nhanh rồi té luôn. Thôi chết rồi, rách tận 3 chỗ thế này thì làm sao mà đi ra ngoài được nữa. Chắc là phải làm hẳn một bộ mới thôi. Ôi cái gì? Chào ông già nhá. Ông mua cái gì đây? Một ít đồ ăn đấy mà, cậu ở đây làm gì sớm vậy? Hả? À không có gì đâu, không có gì đâu. Cái gì vậy? Cậu là người nhện à? À không, không phải đâu. Vậy bộ đồ này là sao? Tôi đang định đi may một bộ đồ để hóa trang cho lớp thôi mà. Lớp tôi đang tổ chức một bữa tiệc Halloween. Trời ơi, phải kiếm bộ hóa trang nào chứ. Nếu mà hóa trang thì cậu không nên hóa trang thành người nhện đâu. Rất là nhiều người có thể hiểu lầm đấy. Nói chung là... Được rồi. Cố lên nha. Hóa trang cái nào cho đẹp đẹp tí. Ta đi đây. Chúc may mắn. Yeah! Thật tuyệt vời! Chào mọi người! Đi đâu thế người nhện? Uầy, mặc bộ đồ mới này phê thật sự các bạn ạ! Tôi chỉ chế tạo nó trong 30 phút thôi đấy! Chào cô chú, cháu là người nhện đây. Cô chú có thấy hôm nay cháu mặc cái bộ đồ mới này nhìn trông nó có sáng sủa đẹp hơn không? Trời ơi, đẹp thì biết đường tự ra chụp ảnh đấy, đăng báo tạp chí các kiểu đấy. Đấy, có vẻ như mọi người đang không ai quan tâm. Không quan tâm thì có khen không? Hả? Chụp ảnh đi. Hả? Alo, ai gọi đây? Sao cảnh sát à? Có chuyện gì? Ui dồi ơi, lại cướp bóc à? Sao thành phố suốt ngày bị cướp thế? Được rồi, đợi tôi tí. Trời đất ơi, mới sáng sớm đầu ngày, chưa ăn uống tắm rửa gì lại phải đi bắt trộm rồi các bạn ạ. Thôi được rồi, tôi chỉ cần 5 phút thôi là tới nơi. Sau khi giải quyết xong lũ trộm này, tôi sẽ đi ăn trưa, xong rồi tôi sẽ đi ra hồ câu cá, hợp lý. Mẹ, cái ông công an ông chả gửi địa chỉ gì cả, làm tôi đi tìm khắp nơi. Bây giờ trời sắp tối rồi mới tới nơi này. Nào ở đâu ra? Ui dồi ơi, có hai thằng trộm này thì làm được cái gì? Rồi, xử lý xong bọn này thôi đi ăn tối vậy, mất thời gian đi tìm quá. À không không, xin lỗi các bạn. Chính xác hơn thì là có rất nhiều tên ở đây chứ không phải là hai thằng đâu. Lúc nãy cứ tưởng hai thằng nên là nói hơi nhầm một tí. Thôi được rồi. Mà tôi cũng chả hiểu sao bọn này nó đi cướp mấy cái tòa xây dựng này làm gì nhỉ? Cướp mấy cái khu kiểu ngân hàng như tập trước thì không cướp, đi lên đây để cướp ạ. Trời ơi. Úi giời ơi, tất nhiên là bọn nó sẽ không bao giờ có thể đánh bại nổi người nhện rồi. Kỹ năng né đạn siêu đẳng cấp của tôi. Nếu bây giờ bọn này mà có thể đánh tôi thì chắc chắn là bọn nó sẽ phải cử ra thêm rất là nhiều người nữa. Hoặc là bọn nó phải sử dụng những cái vũ khí rất là tối thượng. Ái rồi, cái gì đây? Ui rồi, tại sao bọn này lại sở hữu vũ khí gì mà trông lạ vậy? À, hình như đấy là quả bom hay sao ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng để né mấy cái đấy. Không ngờ mấy cái thằng cướp này cũng sở hữu cả bom cho riêng mình luôn đấy à. À, bọn này lại giở trò cũ là quăng bom à. Ui rồi ôi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu các bạn ơi. Đấy.
Bây giờ làm thế nào lôi cái loại vũ khí mới ra mà đánh nhau? Mấy cái bọn này nó chậm chạp quá. Ủa cái gì đấy? Thằng này vãi. Lại bị rồi, lại ăn đòn rồi, lại ăn đòn. Nào, đội. Ủa thằng này lại cầm cả khiên. Tại sao bọn này lại cầm cả có cả khiên nhỉ? Mấy cái khiên này tôi nhớ là của cảnh sát mà ta. Được rồi, nằm im đấy đi. Lát nữa có cảnh sát lên là gô cổ vào tù hết. Tự nhiên bây giờ trời sắp tối rồi các bạn, bực cơ mình, chả hiểu cảnh sát kiểu gì. Đấy, tôi đã giải quyết xong mấy cái thằng danh con này rồi. Mất cá một cái ngày, chả để làm gì. Cứ đi tìm cái tòa xây dựng này thôi. Chắc là bây giờ tôi sẽ đi kiếm cái gì để tôi ăn đi. Chứ đói lắm rồi. Lại cái gì đây? Alo. Đấy, ăn uống ngồi ỉa cũng không yên. Trời ạ, lại có người gọi. Tôi lại phải tiếp tục trên đường để đi làm nhiệm vụ đây. Bạn nào có đam mê làm siêu anh hùng thì tôi khuyên là nên từ bỏ đi. Rất là mệt mỏi, cứ ngồi ăn tí là lại có người gọi là có cướp có trộm. Mà chả hiểu cái thành phố này tại sao lại nhiều trộm thế nhỉ? Hiện tại thì cảnh sát đã gửi cho tôi vị trí của những tên cướp và tôi có thể đi tới đó một cách dễ dàng rồi, chứ không như buổi sáng nay. Mất cả ngày để đi tìm luôn, giờ vẫn cay này. Hy vọng là tôi sẽ giải quyết xong cái nhiệm vụ này một cách nhanh chóng nhất có thể rồi còn đi ăn phát. Nãy đang ăn dở cái bánh mì. Tới nơi rồi, có vẻ như khu này là một cái viện bảo tàng các bạn ạ. Ui, vậy thì tôi sẽ phải đi đột nhập vào đây rồi. Có thể các bạn nào mà chưa biết thì cái phương pháp bắt trộm của tôi nó rất là khác người. Tôi luôn phải trèo vào cái đường ống thông gió như thế này đấy. Bọn nó có làm gì phát hiện ra tôi đâu, chỉ có tôi nhìn được bọn nó thôi. Bọn cướp này nhìn trông có vẻ nguy hiểm và đáng sợ hơn lũ mà hồi sáng tôi giải quyết đấy. Hình như bọn nó đang đeo cho mình một cái mặt nạ gì đấy. Chắc là người của tổ chức nào à? Ui, bọn nó còn đang giải con tin đi kìa. Nói chung là tôi không thể mạo hiểm tôi nhảy xuống để cứu cô gái kia luôn được. Tôi sẽ phải bò một vòng để thám thính quanh khu này đã. Có vẻ dưới này là một căn phòng nào đó đây. À, có một thằng ở đây anh em ơi. Được rồi. Nói chung là để đánh những cái bọn này thì tôi sẽ sử dụng những cái chiến lược rất là thông minh của loài nhện. Tôi sẽ bắn tơ nhện xuống đây. Đó. Sau khi bắn xuống thì thằng đấy nó sẽ phát hiện ra một cái gì đấy bất thường và nó sẽ đi ra. Và nó sẽ dính mồi câu của tôi. Chứ nếu tôi đánh nhau với thằng đấy ở dưới mà cứ uỳnh phá vỡ hết cửa kính thì chắc chắn là bọn kia nó sẽ phát hiện ra thôi. Và bọn nó có thể giết cái cô gái đó bất cứ lúc nào, cái cô con tin ấy. Thế nên là tôi bắt buộc phải sử dụng chiến lược thôi. Tôi sẽ tiếp tục bò vài vòng quanh khu này để xem là bản đồ nó như thế nào. Ở dưới này hình như có mỗi thằng này hay sao ấy. À, được rồi, bò lạc à. Thôi, mấy cái thằng như thế này thì tôi có thể giải quyết một cách rất là nhanh chóng thôi. Có vẻ như cái viện bảo tàng này đã bị bọn cướp phong tỏa khắp nơi. Vậy thì tôi sẽ phải xử từng tên một rất là nhẹ nhàng thôi. Chứ nếu không là sẽ có thể vỡ đồ của bảo tàng mất. Được rồi, phía bên nhà kho này chắc là tôi nhảy xuống đánh luôn. Bởi vì chỉ có hai thằng thôi. Bên ngoài rất là khó nghe, trong này có cách âm mà. Một thằng. Ok, tôi đã xử lý xong mấy cái bọn ở nhà kho rồi. Để xem ở đây có cái gì nào. Một chiếc máy ảnh à. Tại sao lại có một cái máy ảnh ở đây nhỉ? Lạ thật ta. Cái máy này của ai vậy? Từ từ. À, hello anh, em chỉ vào đây em chơi tí thôi. Anh có sao không? Không sao. Tại sao anh lại vào đây làm gì? Rồi, cảm ơn anh nhá, em đã thấy anh giết rất là nhiều những tên lính. Rồi, đây là máy ảnh của cô à? Vâng, đúng rồi. Sao có chuyện gì ở đây vậy? Thôi được rồi, em sẽ kể cho anh nghe có những chuyện gì đã xảy ra trong cái viện bảo tàng này nha. Thật ra là khi em vào đây thì em đã đột nhập vào một cái căn phòng. Và sau khi vào cái căn phòng đấy, em đã thấy một tờ giấy tuyệt mật của những cái tên tội phạm trong thành phố. Và sau khi đấy thì có những tên cướp chả hiểu sao tự nhiên đến đây và làm loạn lên, đánh cả chủ viện bảo tàng. Vậy là em chạy trốn khỏi đây thôi. Hiện tại thì chủ viện bảo tàng đang bị bắt cóc và giam giữ rồi. Bọn nó muốn truy lùng ra cái thông tin mà em đang cầm trên tay. Đó chính là thông tin của những bọn cướp, nhưng mà em không biết là để làm gì. Và chắc chắn bọn này là người từ nước khác đến chứ không phải là người nước mình. Ừ, được rồi, em nói tiếp đi. Em cũng nghe nói rằng những tên cướp này không chỉ sở hữu súng đạn đâu, mà bọn nó còn có những cái năng lượng rất là kinh khủng nữa. Nói chung là em cũng chả rõ. Thôi, có gì cho anh xin số, xin Facebook đi. Có gì chúng ta có thể liên lạc lại nhau sau. Không. Chán thật đấy các bạn ạ, ngày hôm nay chả được cái gì. Cứ tưởng đi làm nhiệm vụ vớ được một em về để nói chuyện nhắn tin, nhưng mà nó lại không cho xin Facebook. Thôi, chắc là bây giờ trời cũng sắp tối rồi, tôi cũng chuẩn bị đi về nhà để ngủ đây. À khoan đã, chắc là tôi cũng phải điều tra ra những cái tên cướp mà đeo cái mặt nạ này. Chắc chắn là tổ chức của bọn nó phải ở đâu đó quanh đây.
Cái gì thế này? Một con robot sao? Thế chuyện này là thế nào? Sao tránh vỏ dưa lại gặp thêm vỏ dừa thế này? Tôi đang đi điều tra về cái mặt nạ kia thì tự nhiên lại có một con robot nó bay xung quanh thành phố, nó phá đám này. Ui ôi. Đây, chắc chắn là tôi phải đuổi theo nó để điều tra xem là cái con robot này có liên quan gì với cái băng cướp kia không. Tại sao thành phố ngày hôm nay nó xảy ra những cái chuyện lạ lùng thế nhỉ? Đứng lại, đứng lại. Đấy, nó vừa đi nó vừa tàn phá thành phố các bạn ơi. Càng ngày mọi chuyện càng trở nên khó hiểu rồi. Sao tới nơi rồi? Đấy rồi. Mày là thằng nào? Khai ra mau. À, ai ạ? Nó chạy thoát rồi. Không, đứng lại. Từ nãy tới giờ tôi vẫn đuổi theo nó các bạn ơi. Trời ơi, con robot này nó bay nhanh quá. Thậm chí nãy giờ nó còn bắn về phía sau cơ. Nên tôi vừa phải đu tơ vừa phải né đạn rất là khó. Đấy rồi, tôi sẽ điều tra xem thằng này nó tới từ đâu nào. Dùng tơ nhện để bắn vào tay nó. Ây à. Được rồi, bắn thần nhiều vào chắc chắn là nó sẽ bị trói thôi. Tơ nhện của tôi rất là săn chắc. Có vẻ như con robot này không biết nói rồi. Vụ việc con robot chắc là tôi sẽ tìm hiểu sau đi. Còn bây giờ tôi đang qua trụ sở của cảnh sát để hỏi thông tin về chiếc mặt nạ. Mặt nạ của một băng cướp sao? Ta chưa thấy cái mặt nạ này bao giờ. Có thể nó là ở một tổ chức nào đấy rồi. Nhưng mà đừng lo, bọn ta sẽ cố gắng điều tra ra thông tin về chiếc mặt nạ này. Cậu là nhà báo đúng không? Được rồi, bây giờ cậu cứ đi về đi. Mọi việc cứ để cảnh sát lo. Chắc là ở tập này chúng ta kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Nếu mà anh em thích tôi ra thêm một tập nữa, đó chính là tập 4, thì đừng quên để lại cho video này 3.000 like. Tôi sẽ tiếp tục điều tra ra những thông tin về băng cướp kia, còn robot và đặc biệt là ông tiến sĩ nữa.